vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật tiếp theo của ngày hôm nay ạ. Nhưng biết mấy ai là khách tri từng cung sâu lắng, trải lắm gian nan với cuộc đời cay đắng. Có thể là chú này biết đờn thật. Đờn ca tài tử hả ta? Có thể là đờn ca tài tử. Đúng rồi. Hay là mở năm gợi ý. Mở năm gợi ý đi em. Dạ, xin mời năm gợi ý. Chú Hồng Phước, 68 tuổi. A. Chế tạo ngũ liên cầm. B. Chế tạo thất liên cầm. Trời ơi. Chế tạo thập liên cầm. Ở đây chỉ có mình anh Kim Tử Long là rành nhất. D. Đờn ca tài tử. Và E. Tất cả đều đúng. Cái này mà kêu chọn một trong năm, chọn không nổi luôn, không thể chọn nổi tại luôn. Vì đã biết chế tạo liên cầm rồi thì ngũ thất hay thập gì nó cũng sẽ chế tạo được hết. Và chắc chắn là chú sẽ phải biết đờn ca tài tử rồi. Thì mới chế tạo đó, nhưng mà thất ngũ với thập là khác nhau sao anh? Khác chứ. Về cái dây á, liên cầm là 7. Là 7 giây. 7 giây. Mà đờn nào 7 giây trời, tôi cũng không biết luôn á. Hơi lạ ha. Không, cái này là chế tạo ngũ liên cầm hoặc là thất liên cầm, có nghĩa là thí dụ là ví dụ ngũ liên cầm đi nha, là 5 loại đàn kết hợp trong một cây đàn. Nếu mà là đờn ca thì tôi chưa bao giờ thấy một nghệ nhân như vậy. Trời, một người chế tạo ra một cái nhạc cụ mà trong cái nhạc cụ đó nó lại dính liền với 5 nhạc cụ nữa. Thí dụ như là đàn guitar phím lõm nè, rồi đàn kìm nè, đàn sến nè, rồi đàn bầu nè, hoặc là một cái đàn gì đó nó nằm ở trong đó. Không lý nào, tôi chưa bao giờ biết luôn đó. Anh không biết là em không biết luôn á. Thập là nhiều lắm, thất cũng là nhiều lắm. Yeah. Còn không là chỉ là đờn ca, chủ đề đờn ca tài tử thôi, đơn đó. Giản thôi. Nhưng mà em cũng vẫn hy vọng là tại biết đâu sẽ có một tiết mục rất là lạ, rất là độc đáo. Nếu mà thật sự mà chú này mà tạo ra những cái loại đàn như thế thì là anh bảo đảm là đã có đưa lên một cái chương trình gì đó là chúng ta cũng sẽ biết, đúng không anh? Không, thôi thì hy vọng gì đi, mới, hy vọng đi, mình mới hy vọng lộ đi. Diện mới lộ diện thôi. Mới vậy, đáp án của chị Ốc và đại nhân. Nhà mình vẫn đầm thắm nhau ha. Nhớ đầm thắm nhá. Rồi. 2, 3. Đầm thắm ghê. Đầm thắm dễ sợ. Đừng có tài tử chứ đầm thắm gì kỳ vậy. Lại rối nữa rồi. Anh ơi, anh có nghĩ là vậy là một là E, là như hy vọng của tất cả chúng ta đúng không? Còn không thì là D thôi. Đúng chứ. Rồi. Chứ làm sao mà lại có thể A? Ừ, không có thể được. Đã chế ra được 5 thì phải chế ra được 7, phải chế 10. Được 7, chế được 10 thôi. Dạ. Chuyện đó là bình thường. Em xin lỗi cả nhà. Anh đi xí cho cánh gà đi. E. E hả? E. E nha. E. E 2 3. E. Dạ. Và đáp án của anh Kim Tử Long và Băng Di. Gì? Anh ơi, anh cái này là thật sự nó không phải là chuyên môn của em rồi anh Long. Anh cứu em cái này đi. Anh chỉ có là đờn ca tài tử thôi. Mình vậy chơi D đi anh. Mình D. Mình D. Gia đình mình rất là hòa hợp. D. Và để xem chú Hồng Phước sẽ mang đến tiết mục gì, chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau. Tên là Nguyễn Hồng Phước, năm nay là 68 tuổi. Em nổi da gà luôn nè. Cái niềm đam mê về âm nhạc của tôi thì đã từ hồi lúc 12 tuổi đến bây giờ. Nhưng mà cái điều mà tôi khao khát nhất là sáng tạo để tích hợp các loại nhạc cụ trên một cái đàn. Ý tưởng đó từ lúc còn nhỏ đó, thì mình có nghe giảng dĩ ở trên đài là đàn sử dụng kỹ thuật về âm thanh đó, điện tử, mà mình cứ nghĩ là ổng làm cái cây đàn cò trên đó, cho nên mình mới chế ra một cái cần kéo cò ở trên cây đàn thùng. Ở đây là chiếc thất liên cầm, là trong đó 7 cây gồm có
Hạ Quy Di, kiềm, sến, cò, gáo, vũ lông. Đàn vậy á thì đó là đàn kiềm rồi. Còn như cò thì vậy. Tôi đã làm nó đã thành công cho nên mình mới nghĩ rằng cái ý tưởng là trên một cây có thể làm được nhiều cây. Từ khi chế đến bây giờ đó là nó trải qua đó là 13 cây. Nhưng mà trong đó nó chưa hoàn chỉnh. Mà đến tương đối là hoàn chỉnh đó, thì hiện tại là được 4 cây. Còn trong tương lai nữa nó sẽ là còn cây thứ 5 là cây đó là hoàn chỉnh nhất. Trong quá trình mà mình chế đàn ấy, khó nhất là thiết kế về mô hình. Nó đòi hỏi một cái kỹ thuật cao là để làm sao mà mình thể hiện ở trên đó từng loại đàn cho nó rất là dễ đó. Thì nhờ tôi cũng có cái nghề là hội họa thì mình tự thiết kế chứ không có nhờ ai được. Lúc trước có những cái đoàn ca múa tổng hợp đó, mình có thể mình phô trương cái đam mê mình ra cho khán giả được. Còn bây giờ là cái những cái đoàn đó nó không có còn phục vụ như vậy nữa, ít lắm, thành ra không có đi diễn nữa. Em người ta biết mình biết đàn cho nên là mời mình đi để phục vụ thì thỉnh thoảng thôi, chứ sức mình cũng không có nhiều cho nên chỉ chơi với trong anh em là nghệ thuật hiểu nhau. Khi ra sân chơi có rất nhiều người rất là ái mộ mình thì người ta cũng có hỏi học và có khi cũng hỏi mua cái đàn nữa. Thì khi mà đưa cho bạn bè thì một tháng vậy đó là cuối cùng người ta trả lại và nói cái đàn của ông, của mình ông đàn chứ không ai đàn được. Ví dụ đàn tranh người ta đàn dày, mình cảm nhận đàn dày mà là đàn tranh. Cây cọ mình kéo ngang về, cây vu lông người ta kéo về. Tôi có chơi rồi, nó kéo về nhưng bây giờ cây vu lông mình lại kéo về. Nó thay đổi về mô hình cây đàn, nó thay đổi về cả động tác là rất là khó khăn. Mình thử ra giờ mình thấy thôi để mình chơi thôi chứ còn bây giờ cũng không bằng. Cái người sáng tạo thì lúc nào mong nhất là cái tác phẩm của mình được hoàn chỉnh và nó được mọi người công nhận. Thì chỉ có cái yêu đàn rồi mang tiếng đàn cho mọi người và mọi người cho lại niềm vui thì cái điều đó là mình cảm thấy là sung sướng. Là mình được rửa mắt luôn á anh. Để em không nghĩ là có một cây đàn như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới thấy đó. Quá hay, quá xuất sắc luôn. Dạ con mời chú Hồng Phước ạ. Xin chào chú. Dạ chú ơi, cái đáp án mà đúng hồi nãy á, có phải là đáp án E không chú? Là chú làm được tất cả các loại đàn với lại đờn ca tài tử, phải không chú? Dạ đúng rồi. Thời tới rồi đó chị. Chú ơi, con nhìn ở dưới con rất là hâm mộ chú luôn á. Tại vì là đàn một cây đàn nó đã khó rồi, mình đàn được nhiều cây đàn mà lại kết hợp nó lại làm một và cái cách thức hoạt động nó lại khác nữa, con rất là cảm phục chú. Dạ, là cảm kích bái phục chú, thì con rất là mong được thưởng thức ạ. Dạ, vâng ạ. Xin mời chú bắt đầu biểu diễn nha. Và con cũng xin mời chú Nhật Long ạ, sẽ là người hỗ trợ cho chú thực hiện. Thank you.
Đã đàn một cây đàn mà trong đó nó có ba loại nhạc cụ. Một là đàn tranh, hai là cò và ba là đàn sến. Và có nghe âm hưởng của cái đàn kìm nữa. Cái điều mà làm cho Kim Tử Long rất là ngạc nhiên, hồi nãy là không có chọn được là không nghĩ là có được cái loại đàn như vậy. Một cây, tại vì thường là cái đàn ọt á, thì một người nhạc sĩ có thể người ta đờn trên cái đờn ọt đó nhiều loại nhạc cụ. Ví dụ người ta muốn đờn guitar thì piano hay là ọt hay là violon hay là cái gì đó. Nhưng mà cái đờn cổ mà làm thành trên một cái nhạc cụ mà nó có nhiều tiếng nhạc cụ khác thì hình như là con mình chú Phước là cái người đầu tiên làm thôi. Dạ. Nãy giờ con đứng kế bên con ngắm chưa đủ chú cho con rồi. Thử hả? Cầm được cái đàn. Tại vì là con muốn hưởng được cái cảm giác là mình có được một cái đàn độc nhất vô nhị và chỉ một mình biết chơi nó thôi. Rất là tuyệt vời. Cây đàn mà chú vừa biểu diễn thì chú mất bao lâu để hoàn thành nó? Cái lòng đam mê thì mình nãy có nói đó là lúc 10 tuổi, là nhưng mà khi đến 30 tuổi là nó đã hoàn thành rồi. Tức là đã cây đàn này nó đã có gần 40 năm á. Trời ơi, tuổi đời của nó. Dạ đúng rồi, năm. Đây cái năm mà năm 1982 còn ghi lại, tức là đã là 40 năm. Lớn hơn tới bây giờ con mới được biết, đúng ra là nó phải được truyền thông và được mọi người biết đến từ rất lâu rồi mới đúng chứ. Chú là ở tỉnh nào vậy? Dạ An Giang à. An Giang là một cái nơi đờn ca tài tử cũng rất là nhiều. Chú có bao giờ được đài truyền hình giới thiệu cái dạ, cái lỗi cũng có của phần tôi trong đó cũng là lớn. À. Tức là nếu mình nói đó là tôi đi cho Hề Sa, mà Hề Sa không phải là cải lương, là lúc đó là Hề Sa là cái ban gọi là ca múa tổng hợp. Dạ. Thì tôi cũng đã từng đi với Hề Sa, thành thế là mình phục vụ là khán giả rất là thích. Nhưng có một điều là sau đó cái mình còn công việc nhà với tôi có hậu quả nữa, thành thế ra tôi về tôi làm bên hậu quả cái tôi bỏ đi. Dạ. Thì nó cách khoảng là bây giờ tôi cầm lại đây, nó đúng ra nếu mà ở trên cái lĩnh vực nghệ thuật á, thì tôi cảm thấy tôi cũng hơi buồn. Buồn là bởi vì hôm nay có tất cả các anh chị em ở đây là người đã biết nghệ thuật, mà tôi đem ra về nó mới có 3 phần. Tức là nếu mà gọi là cái giá trị đó thì tức là tôi không xứng đáng với các anh em đang chờ đợi mình những cái điều mà mình thấy cảm thấy là thiếu sót. Nhưng mà nếu là 40 năm trước thì rất là đẹp, bởi vì lúc đó mình đang làm nghề. Nhưng mà con nghĩ là không có quá muộn đâu chứ. Con nghĩ là sau cái chương trình này khi mà nó phát lên TV thì sẽ có rất nhiều người coi, rất nhiều người sẽ biết tới chú. Và sẽ nhiều khi họ sẽ có những cái dự án mà họ lấy cảm hứng từ chú, và họ sẽ liên hệ chú để đây, làm một cái tác phẩm mới. Không nói gì xa xôi đó. Tháng 10 này là Kim Tử Long sẽ tổ chức một cái chương trình live show ở rạp Bến Thành. Thì Kim Tử Long sẽ mời chú đến, và chú sẽ đờn với cái đàn này, và Kim Tử Long sẽ hát trên đờn cái đàn này. Nhưng mà để bổ sung lại nữa là bởi vì hôm nay á, Kim Tử Long đã đánh trúng cái huyệt. Mà cái huyệt này mặc dù là nó đã yếu dần, nhưng mà bây giờ tôi thấy cái hàng chữ này gần như là Kim Tử Long đã đại diện cho cái này, để mà truyền cái hơi ấm và cái sự tin tưởng đó vào bản thân tôi. Có lẽ tôi cũng phải cố gắng. Vậy là tinh thần mãi mãi thanh xuân nó được lan tỏa đúng không chú? Dạ. Tại vì ngày hôm nay á, chú đã cho mọi người thấy rằng ở cái tuổi 68 thì chú vẫn còn sáng tạo không ngừng, làm cho những người trẻ như con và đặc biệt là những người đang làm nghệ thuật có phần cảm thấy xấu hổ vì có thể mình chưa đủ đam mê, mình chưa đủ tập trung và cũng chưa đủ tâm huyết cho những cái sáng tạo. Nên con nghĩ nếu mà đã là một người yêu nghệ thuật và yêu một cách chân chính thì phải giống như chú vậy.
làm không phải là vì bất kỳ một cái điều gì to tát hay là vì một cái hào quang nó xa vời, mà làm vì chính cái trái tim nồng ấm của mình. Và chú rất xứng đáng được tôn vinh ạ. Đã đồng cảm để chú à, và ngày hôm nay thì chương trình của tụi con có một cái món quà nho nhỏ muốn gửi đến chú ạ. Dạ, con mời chú quay lại ạ. Dạ thưa chú, đây là một bộ massage toàn thân. Bởi vì tụi con biết mà, chú ngồi chú đàn, chú hát mỗi tay, mỗi lưng, mỗi chân dữ lắm. Thì cái bộ massage này sẽ là một người bạn đồng hành cùng với chú. Để mỗi khi mà mình mệt mỏi thì mình sẽ nằm lên cái này. Và chú nhớ đến tụi con, nhớ đến cái giây phút ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Tụi con mong chú lúc nào cũng sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cái niềm đam mê của mình. Và hơn hết là tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho live show tháng 10 của anh Kim Tử Long. Đây là điều hãnh diện và vô cùng nặng nề. Dạ, còn bây giờ thì tụi con mong chú luôn luôn sẽ giữ mãi tinh thần Mãi mãi thanh xuân.